Universe Conference 2023. Và quý vị thân mến, ngay lúc này sự kiện của chúng ta sẽ được bắt đầu trở lại chỉ trong một vài phút nữa thôi. Chúng tôi xin được mời toàn thể quý vị khách quý sẽ cùng quay trở lại khán phòng và chúng tôi mời 2023. We are would love you to come back, enter into the room. Cần vô luôn ta đâu thấy gì đâu. Alo. Một lần nữa chúng tôi xin được thông báo sự kiện Festival PMU Universe Conference 2023 sẽ được bắt đầu chỉ trong 5 phút nữa. Quý vị có thể đóng lại bất kỳ lúc nào để đảm bảo cho sự cho các bạn ổn định chỗ ngồi của mình. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Xong hả? Không dừng. Đã có tê trên mày mình làm rồi có cảm giác. Tại cái phần da đầu thì thấy của tôi khá là dày. Trẻ. Đối với mà những thực khách mà lớn tuổi mai đi bộ đầu mà kiểu là phải cào thật mạnh á. Ta làm này không có cảm giác. Phải đi kim nó tiếp lên cái đầu đi. Làm xong mà em khoa tê họ thì cũng chỉ để cho da nó khỏi đỏ lên để mình chụp hình cho đẹp thôi. Cái gì đợt sau, cái gì tháng 4 à? Về tháng 8 Chúng ta sau khi hoàn thành cái em ở... Nào lấy lát nữa.
tiệm mới vô trên đây ở Phú Nhuận á. And second technique is the intense color. Em mình ổn không? Tí nữa anh chọn được không? Tí nữa chọn được không? Hồi nãy người ta đi kiếm mẫu chứ. Trời ơi, mẫu ra bị kiếm. However, I like every moment as it boosts my energy and knowledge. It is a crucial task to restore. Who is the last lucky man or woman? 5, 5, 5, 9, 5, 9. 5, 5, 9 lần hai à? 5, 5, 9 lần ba. Và tha sòn. Chúng tôi mời thứ nhất. 1, 3, 9 lần thứ hai. Và bỏ con số này, sẽ được mời con số tiếp theo. 437. I hear some awe. Oh, I live in Connecticut.
Немного расскажу о себе. Я приехал из России. Tục trạng trước khi làm của khách hàng ha. Rồi tiếp theo vết thâm và mụn sẹo thì cái này nếu mà anh chị nào quan tâm thì có đặt câu hỏi em sẽ chia sẻ. Sáng tạo là cái nguồn động lực lớn. Sau đây là cái phần mà mình sẽ thiết kế sợi dựa vào cái form tóc người ta đã có sẵn, mình sẽ ăn